mới lục sơ lục, mới lục vừa rồi mà lên đi một giờ đi rồi. Chứ nếu nữa mà rắn ấy, ủa, đáy quá thấp đi. Giờ đo dáng nó kỳ ngoài xạ thôi cho nên đánh có đo. Xong phạt là có như ngấm rồi cưới là mạnh ngay rồi. Rả da ra rồi chứ cưới vẫn ngấm nữa, xấu lắm. From the early warning signs, it became clear that Typhoon Noru was on its way to Vietnam. We started the preparation 5 days ahead. 48 hours before the landfall, we delivered unconditional cash and watertight drums to 600 vulnerable households in Quảng Trị and Thừa Thiên Huế provinces to protect their lives and livelihoods. How did we do this? First of all, coordination with government partners was key to designing anticipatory actions that align with the existing disaster risk management efforts. But we did not stop there. By consulting with at-risk communities, we were able to tailor our assistance to the local needs. Then we put our plans to the test. We simulated the deliveries of supports to ensure that they work and that we could coordinate and operate effectively in anticipation of a typhoon. The valuable learnings from the simulation exercise helped us better prepare and implement the anticipatory actions ahead of Typhoon Noru. Ai cũng mừng hết, chẳng riêng chứ một mình tôi. Ai mà nhận được thì nó cũng mừng lắm. Mừng là ra, cho là quả chủ đạo, cho rí để có cái tiền đi mà mua. Mua những thực phẩm ăn, lụt bạo. Mua mì tôm, nó chúng mua hết luôn. Chỉ có trưa lại mua cho em lùng sữa thôi. Tôi lên cái quả mà tôi mua hết, tôi mua tôi nở lên. Rí là quả mừng rồi. Chứ về là bỏ vào trong cái thùng đó. Và đầy lại là khỏi hư hao chi bất kỳ mình ăn. Cô nhận của hỗ trợ phao là một cái thùng với 1 triệu tiền. Là cô sử dụng trong cái thùng là cô dùng đựng là các cái lương thực ví dụ như mì gói rồi là các lương thực khô với áo quần với sách vở của các cháu. Còn số tiền là cô cũng là dùng mua một ít mì gói với là mua thép rồi để mà buộc chặt nhà cửa. Đợt mưa bão xảy ra là cái thùng là để đựng thức ăn. Rồi còn bạc tiền thì cũng mua thêm mà chuẩn bị thức ăn bão lụt đó. Nhận được hỗ trợ thì cực khổ lắm chú ơi. Và trong thời gian tới thì trên cái kết quả đạt được này, chúng ta sẽ hoàn thiện lại quy trình và tổ chức tập huấn phổ biến, tuyên truyền cho các cái địa phương khác để làm sao mà khi mà có tình huống thiên tai xảy ra thì chúng ta kích hoạt sớm. Căn cứ vào trên cái dự báo thì chúng ta sẽ kích hoạt sớm và có thể nhân rộng ra các loại hình thiên tai khác, không chỉ là do bão hay ngập lụt và có các loại hình thiên tai khác như sạt lở đất, lũ quét này, hay là dông lốc, hay là những cái loại hình lũ lụt khác do cái thiên tai khác.